Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, trong những cái chương trình sống đạo sống Phật trước đây, chúng tôi đã trình bày về bảy cái loại tài sản vô giá của những bậc thánh. Và chúng tôi đã trình bày về hai cái tài sản trong số bảy loại tài sản đó. Tài sản đầu tiên là tín tài. Tài sản thứ hai là giới tài, tức là đức tin và những cái giới luật ở trong Phật giáo. Và hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến quý vị những cái tài sản kế tiếp. Tài sản thứ ba đó là tàm tài. Tàm ở đây có nghĩa rằng là hổ thẹn, xấu hổ đối với bản thân. Mỗi khi mà chúng ta có những cái vấp váp, dù chỉ là một cái sai lầm rất nhỏ, chúng ta tự thẹn với chính mình, với cái lương tâm của mình, là mình đã để cho những cái sai lầm đó nó xảy ra trong đời sống của mình. Mình nhờ cái sự hổ thẹn như thế mà mình ăn năn sám hối và mình quyết tâm cải thiện để cho những cái sai lầm như thế nó không bao giờ tái diễn, cải thiện để cho đời sống của mình là một cái đời sống phàm hạnh, thánh thiện. Cho nên nếu mà không có cái tài sản này thì rất khó để mình có thể làm mới lại cái cuộc đời của mình. Nếu mà không có cái tài sản này thì rất là khó để mình cải thiện những cái gì mà vốn dĩ cần đến cái sự nỗ lực để cải thiện. Và cái sự cải thiện đó nó không phải tùy thuộc vào ở những cái yếu tố ngoại tại, mà nó xuất phát từ ở trong cái nội lực của mỗi một chúng ta. Nếu mà không có cái sức mạnh nội tại thì dù có những cái sự hỗ trợ bên ngoài nó cũng không phải là tất cả, không phải là cái yếu tố đóng cái vai trò quyết định. Cứ lấy một cái thí dụ, cũng có một số, dĩ nhiên là không phải là tất cả, họ phạm pháp, nhưng mà sau đó thì họ lại tái phạm và họ xem cái việc như thế là bình thường. Có một số người đã nói cho chúng tôi nghe, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ trực tiếp nghe, nhưng mà nói rằng ồ, sống ở ngoài đời khổ quá, thôi mình cứ làm những cái việc phi pháp, mình vô trong tù mình cũng khỏe. Nhưng mà ở tù tại nước Mỹ á, thì còn có những cái điều kiện tương đối. Nhưng mà ở những cái đất nước độc tài toàn trị thì có lẽ không ai muốn ở tù. Nhưng mà cái mức độ của cái sự khổ đau về thân xác dù nhiều nhưng mà cũng không bằng là cái uy tín, cái danh dự của chúng ta đã không còn nữa. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Và cái phẩm giá của một con người mà không còn thì
con người có cái gì giá trị nữa đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái sự tự xấu hổ vì ý thức rõ mình chưa thật sự trong sạch, mình chưa thật sự là một cái mẫu mực cho một cái tiêu chuẩn đạo đức. Mình chưa thật sự là một cái người mà mình mong là sẽ như thế, một xã hội cũng mong như thế. Và Đức Phật bằng cái tấm lòng từ bi bao la vô lượng, Ngài cũng muốn cho tất cả mọi người ý thức rõ những cái sai lầm từ những cái suy nghĩ, những cái lời nói và hành động. Và với cái ý thức như thế thì mình mới sửa đổi. Còn nếu mà mình không có nhận ra được, hay là nhận ra những cái sự sai lầm, nhưng mà mình không có cảm thấy tự xấu hổ thì mình cũng không có những cái nỗ lực để mà sửa đổi, để mà ăn năn, để mà sám hối. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta xây dựng được một cái đức gọi là tự xấu hổ trước những cái sai lầm, trước những cái điều mà trong kinh đã dạy, chẳng hạn như mình sống một cái đời sống giả đãi, mình không có tinh cần nỗ lực tu tập, không thôi cũng đã là một cái điều mà trong kinh dạy là không có tốt. Mà sống mà không có cố gắng để chứng những gì chưa chứng, đạt những gì chưa đạt, ngộ những gì chưa ngộ, mà mình không có nỗ lực, thì cái điều đó là cái điều mình phải chi nhận và tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình, với lương tâm của mình, để mình có những cái nỗ lực cần thiết nhằm thành tựu những gì cần phải thành tựu. Và với một cái sự tự hổ thẹn như thế, trước những cái sai lầm, trước những cái thiếu sót của mình, thì đây là một cái tài sản mà theo lời dạy của Đức Phật hết sức lớn lao và vô cùng giá trị. Ở bên cạnh cái tài sản của tàm, đó là tài sản của quý, gọi là quý tài. Quý đây có nghĩa là hổ thẹn với người khác. Tàm là tự hổ thẹn, quý là xấu hổ, hổ thẹn với người khác. Nó còn có một cái nghĩa nữa là sợ hãi, biết sợ hãi trước những cái sai lầm của mình, biết sợ hãi trước những cái giải đãi thiếu tinh tấn của chính bản thân. Bởi vì mình ý thức rõ nếu mình chưa có nỗ lực đủ để thành tựu những cái lý tưởng, mà đó nó sẽ nâng cao cái khả tính giác ngộ, giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, mang lại cái sự an lạc giải thoát cho mình và cho tất cả muôn loài chúng sinh, thì mình sẽ ý ý. Và cái đời sống của chúng ta thì thưa quý vị vô cùng ngắn ngủi, vô thường, sống còn tố mất. Ngay bây giờ và ở đây, nếu mà chúng ta không có nỗ lực tu tập thì còn đợi cái thời gian nào nữa? Nó già chết gần kề. Mạng sống giảm dần như cá thiếu nước nào có vui chi. Đó là trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giáo, Đức Phật đã dạy như thế. Vì ý thức rõ cái đời sống của chúng ta rất là mong manh, rất là tạm bợ, sống còn tấu mất, cho nên chúng ta không phung phí bất cứ một cái khoảnh khắc ngắn ngủi nào
mà đầu tư toàn bộ thời giờ và năng lực của mình để dùng công hành trì Phật pháp. Do cái ý thức, vì đã quán triệt được lễ vô thường sinh diệt, và cũng xuất phát từ cái tài sản gọi là quý. Tại sao người ta lại thành tựu được những cái giá trị vô giá, thì chứng đạt được những cái quả vị như là Bồ Tát, như là Phật vân vân. Cùng mình thì là một, là phàm phu tục tử. Đó. Thì chúng ta đối diện với những cái sợ hãi, bởi những cái nỗi khổ của sinh tử trong ba đường sáu nẻo gọi là tam đồ lục đạo. Rồi chúng ta cũng cảm thấy hổ thẹn với người, đó là quý, và ta mới là hổ thẹn với chính mình. Do vậy mà đây là cái động lực thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến tới phía trước, tin đó, tin rằng để mà tiến tới, cho đến một cái bước cuối cùng, tức là đạt được cái mục tiêu tối hậu. Mà mục tiêu tối hậu ở đây là gì? Đó là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Bản thân của mỗi một chúng ta đã thành Phật, đạt được cái đại giác ngộ rồi, nhưng mà không phải đó là cái điểm kết thúc, đó không phải là mục tiêu tối hậu, mà còn phải cứu độ tất cả chúng sinh chứng thành đạo quả như là chúng ta. Tự giác, giác tha, giác hạnh phiêu mãn, thì đó mới là cái cứu cánh tối hậu. Đó. Mà muốn đạt được cái cứu cánh tối hậu đó thì phải xây dựng những cái tài sản. Thứ nhất là đức tin. Thứ hai là giới, giới hạnh hay là giới đức. Và thứ ba là biết hổ thẹn với chính mình. Và thứ tư là biết hổ thẹn với người và sợ hãi vì những cái hành động, những cái lời nói, những cái suy nghĩ bất thiện. Hoặc là nè, những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra nhưng mà chúng ta chưa có đạt được, chưa có thành tựu được. Đó là hai cái loại tài sản mà thưa quý vị, nó luôn luôn kết nối, có một cái mối tương quan chặt chẽ. Và dĩ nhiên là tất cả những cái tài sản đó nó đều có một cái sự liên hệ mật thiết, có thể nói rằng là không thể tách rời. Và cái tài sản thứ năm đó là văn tài. Văn ở đây tức là nghe. Nếu mà chúng ta định nghĩa theo cái nghĩa đen, nhưng mà cái nghĩa của chữ văn ở đây tức là đa văn, là quảng bác, là có một cái sở học bác làm, có một cái kiến giải vô lượng, với lòng từ bi bao la vô lượng, Đức Phật đã tùy theo cái căn cơ của tất cả chúng sinh mà khai thị vô lượng vô số pháp môn. Dù chúng ta có cái duyên với pháp môn này, với cái phương pháp này, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta giới hạn cái sở học của mình, và mở rộng cái sở học đến một cái mức độ đa văn. Như là Tôn giả A Nan, chúng ta thấy là tất cả những gì mà được thuật lại trong kinh, trong kinh tạng là do Tôn giả A Nan. Và trong kinh Đức Phật có dạy về thiền quán, dạy về niệm Phật, dạy về trì chú, dạy về những cái phép quán khác.
Tôn giả Adang đều học thuộc lòng, chứ đâu phải là ngài chỉ nắm giữ những cái gì chỉ thuộc về thiền định, mà những gì mà Đức Phật từ bi thuyết giảng, Tôn giả Ananda đều ghi nhớ. Và ở cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất do Tôn giả Ma Ca Diếp triệu tập và chủ tọa, gồm có 500 đại biểu là những bậc thánh tăng. Và cái đại hội này đã được cái sự bảo trợ của vua A Xà Thế. Sau cái thời gian Đức Phật thì tịch nhập Niết Bàn 3 tháng, Tôn giả A Nan là người đã trùng tiên ở đây, tức là đọc tụng lại những lời dạy của Đức Phật với cái sự lắng nghe để ghi nhận xem là những gì mà Tôn giả A Nan đọc tụng lại có đúng với những lời dạy của Đức Phật hay không. Đó. Thì tất cả đều đồng thuận tuyệt đối rằng là những gì mà Tôn giả A Nan đọc lại những lời dạy của Đức Phật là hoàn toàn đúng. Như thế thì chúng ta thấy là cái danh xưng mà người ta dành cho Tôn giả A Nan là bậc đa văn đề nhất, quả thật rất là xứng danh. Ngài chẳng khác nào như là cái bộ nhớ, cái mấy cái set Đức Phật dạy gì ngài đều thu lại hết. Và đừng ai trong chúng ta nghĩ rằng đây chỉ là một cái mẫu chuyện nó mang cái tính cách huyền thoại, đây là một cái mẫu chuyện cổ xưa. Không phải vậy. Ngay bây giờ ở cái thời đại của chúng ta, thưa quý vị, cũng có những cái bậc gọi là tam tạng pháp sư. Ví dụ như ở tổ đình Thập Tháp, nơi mà chúng tôi xuất gia đó, Quốc sư Phước Huệ là người mà chúng tôi gọi là sư ông, tức là ngài là thầy của thầy chúng tôi. Thì ngài là quốc sư của ba cái triều đại, và tất cả những lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển ngài đều nhớ. Có một cái câu chuyện mà những bậc đi trước chúng tôi kể lại, là trước khi vua thỉnh ngài ra hoàng cung để thuyết giảng cho vua và những cái vị đại thần về Phật pháp, người vua đã cho một cái vị thần vào tổ đình Thập Tháp để thử bằng cách nào. Có một cái bộ kinh tên là Pháp Hoa Sớ Giải, thì vua mới bảo cái vị đại thần đó xé 10 trang. Ví dụ như xé trang thứ 5, trang thứ 15, trang thứ 21, vân vân, 10 trang như vậy. Xé rồi là cất ở đó, xong rồi mang cái bộ kinh đó đến tổ đình Tập Tháp và thưa với tổ sư Phước Huệ, tức là quốc sư, mới bạch ngài. Vua rất là ham thích Phật pháp, đọc cái bộ kinh này vua thích lắm, nhưng mà rất tiếc là mất 10 trang, 10 tờ như vậy. Thì bây giờ không biết làm sao. Thưa quý vị, quốc sư Phước Huệ mới bảo thôi, ngài chớ lo, vua cũng chớ lo cái chuyện đó, và yêu cầu mang giấy và bút ngồi trước mặt ngài, vị đại thần đó ngồi đó, và ngài đọc. Vị đó chép xuống hết, sau đó mang về triều đình, muốn lấy những cái tờ kinh xé đem ra đối chiếu, thì quả thật là không thiếu một lời, không dư một chữ. Như vậy thì chúng ta thấy
cái việc mà tôn giả A Nan ghi nhớ tất cả những gì mà Đức Phật thuyết giảng không phải là một cái huyền thoại. Mà ngày hôm nay ở tại Miến Điện, Burma, có ít nhất là 13 vị Tam Tạng Pháp Sư đang còn sống, đang còn sống. Và có nhiều cái cấp bậc khác nhau. Có những người chỉ thuộc lòng thôi, thuộc lòng cả đại tạng như thế, đọc thuộc lòng như là chúng ta tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tông Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát vân vân, thuộc lòng. Và bao nhiêu năm như vậy thì có một cái cuộc thi, và trong cái cuộc thi đó thì có nhiều cái bậc cao tay ngồi đó, và trước mặt quý ngài đều là có những cái cuốn kinh, có một cái bộ đại tạng như vậy. Rồi những cái vị đó ngồi ở trước mặt không có cuốn kinh, đọc đọc tới đâu quý ngài dò tới đó, không sót một chữ, không thừa một chữ, thì mới được chứng nhận là Tam Tạng Pháp Sư. Nhưng mà đó là cái cấp thấp, cấp độ cao hơn là còn phải diễn giải nữa chứ không phải thuộc lòng. Rồi còn phải chia sẻ những cái kinh nghiệm hành trì nữa, ngoài cái việc thuộc lòng. Rồi hỏi, cái đoạn này đại ý là sao? Phải giải đáp đúng với cái đại ý đó. Rồi còn phải thể hiện qua cái kinh nghiệm hành trì nữa. Có nhiều cấp. Và ngày hôm nay ở tại Miến Điện vẫn còn những cái vị Tam Tạng Pháp Sư như thế. Thưa một chút như vậy để chúng ta thấy rằng là Tôn giả Ananda thuộc lòng tất cả những lời dạy của Đức Phật và được tôn là đa văn đệ nhất, không phải là một cái huyền thoại, không phải là một cái câu chuyện cổ xưa, mà là một cái sự thật rất là thật. Hình thử ra văn tài đó là gì? Là phải có một cái sơ học quảng bác. Và trong tứ hoàng thệ nguyện thì chúng ta thường nghe đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Có nghĩa rằng là pháp môn không kể xiết thệ nguyện đều tu học tất cả mọi pháp môn. Chứ không phải là mình chỉ chấp pháp môn này, pháp môn kia nó thuộc của mình thì nó có duyên mình thì mình chỉ học chừng đó thôi. Có những người nói, ô tôi bây giờ tôi tu cái này kia tôi không cần phải học Phật Pháp. Mà nếu mà không có hiểu Phật Pháp thì tu chẳng khác nào như là tu mù. Mà hiểu mà không có tu thì giống như là cái người có đôi mắt mà không có đôi chân. Mà tu mà không hiểu thì chẳng khác nào như là người có đôi chân mà không có cái đôi mắt sáng. Do vậy mà cái đa văn hết sức là quan trọng. Là khi mà chúng ta có được một cái kiến giải như thật thì dù chúng ta đi ở đâu nó cũng không mất. Tài sản mà chúng ta tạo nhà cửa vân vân. Ví dụ như bây giờ mình hồi đó đi vượt biên rồi có cái xe đạp thôi, tài sản rất nhỏ mình cũng không thể mang theo được, huống chi là cái ngôi nhà hay là một cái mẫu đất. Nhưng mà những cái kinh nghiệm, những cái trí thức mà chúng ta học hỏi được, chúng ta không thể bỏ lại. Mình muốn bỏ mình cũng bỏ được, nó cũng gắn liền với chúng ta, gắn liền trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà mình nói điều đó không phải là chủ quan mà cũng phải trau dồi, phải ôn bỏ liền. Phật Pháp cũng phải, nếu mà tự mình trang bị cho mình một cái kiến giải được gọi là đa văn thì đó là một cái tài sản vô giá của những bậc thánh. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, Bồ đề tâm mỗi ngày một tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.